bộ sản phẩm về thủ đô Hà Nội thôi nhá. Rồi. Vâng, bộ sản phẩm này này tiếp tục về thủ đô Hà Nội, giống bộ sản phẩm hôm vừa rồi em chuyển về Vĩnh Phúc và Việt Trì. Đấy, và ngày mai em cũng chuyển nguyên cái bộ đấy về Việt Trì cho các bác. Thì bộ đấy thì gồm thêm một chiếc súp Motivity. Và bộ sản phẩm này của bác khách ở Hà Nội thì chưa có súp, thì bác cũng đã có súp rồi. Đấy, gồm một chiếc đẩy LA và một con vang TD, một bộ mic của Motivity các bác nhá. Đây, một bộ mic Moti. Đấy, một cặp loa Out Center PS10+. Cặp loa này các bác dùng gia đình nó rất là gọn, xinh và tiếng của nó rất là thanh thoát. Nó cực kỳ là sáng, trong vắt luôn. Cặp loa mệnh danh là vua karaoke. Thì cho nên là được các bác anh em trên mọi miền Tổ quốc tin yêu và đặt hàng bên em rất nhiều các sản phẩm loa Audio Center PS10+ và 12+. Ngọc Quang một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các bác luôn luôn tin tưởng và đặt hàng bên em với số lượng rất là nhiều và đều đặn. Em xin được test để đóng gói trả đơn cho bác sớm nhất trong sáng ngày hôm nay, ngày mai. Vâng, bộ sản phẩm này cho bác Hòa ở Gia Lâm, Hà Nội các bác nhá. Rất giống bộ sản phẩm của bác khách ở trên Phú Thọ và Việt Trì. Vâng, phải nói là sản phẩm chất lượng này được các bác những ngày này đặt hàng bên em rất là đều đặn. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Và em sẽ tạm dừng video ở đây để cho anh em đóng hàng. Thông báo với các bác những sản phẩm loa Motivity em chưa cần kê kệ giá lên mà các bác cũng đã mua bên em rỗng hết rồi các bác nhá. Em chắc chắn là lại phải chuyển ở kho ra với số lượng thêm nữa để đóng hàng trả đơn các bác. Vâng, liên tục các bạn. Sau đây em xin tạm dừng để cho anh em đóng hàng. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.